Bà lão đã 70 tuổi này, mang chân đôi vớ ra gợi cảm. Bà ta tưởng rằng chỉ cần làm như thế thì nhìn bà sẽ trông trẻ hơn. Làm lại một kiểu tóc vô cùng xinh đẹp, trang điểm với tông màu khói, đeo thêm đôi bông tai xinh xắn, cuối cùng không quên thoa lên môi một màu son quyến rũ. Đúng vậy, nhiệm vụ của bà Doris trong ngày hôm nay chính là trâu già muốn gặm cỏ non. Bà ta muốn bày tỏ tình cảm với một người đồng nghiệp trẻ tuổi, để tiến hành một mối tình đũa lệch nóng bỏng. Bởi vì bà tin chắc rằng chiều cao của cơ thể không phải là khoảng cách, tuổi tác càng không phải là vấn đề. Nghe nói bà lão Doris và chàng trai trẻ John là đồng nghiệp làm chung trong một công ty. Chỉ bởi hai người tình cờ gặp nhau trong thang máy, và John đã lịch sự chào hỏi bà một cách thân thiện, nên phút chốc hormone trong cơ thể bà Doris bộc phát ra. Trước khi ra khỏi thang máy còn lén lút lấy trộm một cây bút chì của John, và từ đó bà bắt đầu say mê chàng trai trẻ tên John này. Quả thực là tuổi già trí chưa già, trí khí xa ngàn dặm. Bà ta kiên trì tin chắc rằng góc ghẻ cũng sẽ có ngày ăn được thịt thiên nga. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Doris cố tình thả hơi cho quả bóng ghế ngồi của mình, sau đó trang điểm lại thật xinh đẹp. Tiếp theo chính là gọi chàng trai John qua giúp đỡ bà. John nhanh chóng mang máy bơm hơi tới trước mặt bà. Khi nhìn thấy anh ra dáng đàn ông như thế, trái tim thiếu nữ của bà lão đột nhiên nảy nở. Bà Doris thề rằng nhất định phải lấy chàng trai này làm chồng. Một ngày nọ, bà ta đã nhờ cô cháu gái giúp bà đăng ký một tài khoản mạng xã hội và còn lấy hình cô gái xinh đẹp để làm avatar, dự định tạo một cuộc gặp gỡ bất ngờ cho chàng trai trẻ John. Mỗi ngày bà Doris đều vào xem trang mạng xã hội của John và bắt đầu nắm bắt thói quen cuộc sống hàng ngày và cả thói quen ăn uống cùng với sở thích cá nhân của John, đồng thời ghi nhận lại tất cả những điều này trên cuốn sổ ghi chép của bà. Bà phải làm tới mức hiểu rõ mọi việc của đối phương. Bà Doris sau khi biết được John đang dự định đi xem buổi hòa nhạc của thần tượng, thế là bà ta đã trang điểm mình trở nên vô cùng lộng lẫy và đã thuận lợi thu hút được sự chú ý của John. Sau đó mượn cớ không nhìn thấy được thần tượng làm lý do để cho John cõng bà trên đôi vai của mình. Thế là sau một loạt những lời nói mang tính than thở, bà Doris đã thuận lợi ngồi lên đôi vai của chàng trai trẻ John. Người phụ nữ già nua này bôi son thật quyến rũ, mang vào đôi vớ ra chí mạng. Sau khi trải qua màn trò chuyện đơn giản, quả nhiên chàng trai trẻ đã cắn câu. Thật sự bất luận là người phụ nữ như thế nào theo đuổi đàn ông, thì người đàn ông cũng không bao giờ từ chối. Tuy nhiên khoảng thời gian vui vẻ luôn luôn là rất ngắn ngủi. Trên góc phố đêm khuya thanh vắng, nhân lúc bà Doris không chú ý, chàng trai trẻ John đã hôn lên má của bà. Nụ hôn này đã khiến cho huyết áp của bà Doris tăng lên cao, kích động tới mức suýt chút là thăng thiên luôn rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Doris thừa thắng xông lên muốn mời John cùng ăn cơm tối với bà, nhưng đã bị John khéo léo từ chối. Bà Doris tưởng rằng lúc này John đang vừa tha để có thể bắt thật, thế là bà Doris bắt đầu bám đuôi theo sau John. Tuy nhiên khung cảnh tiếp theo sau khiến cho bà Doris đứng chết lặng. Bà nhìn thấy John đang trò chuyện ngọt ngào thân mật với cô bạn gái mới quen. Con vịt vừa nấu chín đã vụt khỏi tay như thế đấy. Bà Doris vô cùng tức giận, tục ngữ đã nói rất đúng, ăn không được thì đạp đổ. Bà Doris mở máy tính lên và tìm được tài khoản trang mạng xã hội của Brooklyn, bạn gái của John, đồng thời ngụy tạo ra những lời nói dối rằng John đã thân mật với những cô gái khác. Quả nhiên sáng sớm ngày hôm sau, bà Doris nhìn thấy John đang tranh cãi nảy lửa với bạn gái, và như thế John lại quay trở về với cuộc sống độc thân. Bà Doris còn cố ý đi an ủi Brooklyn, nay đã là bạn gái cũ của John. Sau đó vừa quay mặt đi là bà Doris lại hẹn John ra ngoài. Bà Doris quyết định bày tỏ tình cảm với John. Bà lão này mặc vào chiếc vớ da gợi cảm, thoa lên môi màu son quyến rũ. Nhiệm vụ của bà hôm nay chính là phải khiến cho một chàng trai trẻ say mê bà. Hôm đó trong bữa tiệc của một người bạn đồng nghiệp, nhân lúc mọi người không chú ý, bà Doris đã lén lút mời John đi vào phòng ngủ để trò chuyện. Nói xong thì bà Doris đã bước vào phòng ngủ. Dường như bà ta rất sốt ruột lập tức cởi giày và leo lên giường. Khi nhìn thấy John bước vào, bà Doris ra hiệu bảo anh bước tới gần và hai người cùng ngồi trên giường trò chuyện tâm sự. Bà Doris nói với John rằng từ lần đầu tiên gặp John, bà Doris đã nảy sinh tình cảm với anh. Bà muốn tặng cho John một chén cơm nhuyễn ăn bám phụ nữ. Tuy nhiên khuôn mặt của John lại tỏ vẻ khước từ. Anh ta nói rằng răng lưỡi anh ta vẫn rất tốt, không đến mức phải ăn cơm nhuyễn đâu. Cuối cùng hai người cãi nhau một trận rất lớn và chia tay không mấy êm ả. Sau khi trở về nhà, bà Doris tẩy sạch lớp phấn trang điểm. Bà cũng biết rằng dưa cưỡng ép mà hái là dưa không ngọt. Ngày hôm sau bà Doris tới công ty và xin được từ chức, nói lời từ biệt với chàng trai trẻ mà bà thầm yêu trộm nhớ. Mỗi người đều có quyền được theo đuổi tình yêu của mình, nhưng đừng bao giờ muốn thử theo đuổi một người mà chỉ xem bạn như là một người bạn không hơn không kém. Khi yêu một người tỏ vẻ coi thường bạn, thật sự là một việc quá ư là bi thảm.